Ngọc Lâm xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và hôm nay tôi sẽ xem trong tháng 2 năm 2021 năm Tân Sửu. Cái ngày nào là tốt nhất để chúng ta khai trương và xuất hành. Cho tốt đẹp cho trong cuộc khai trương, trong tiệm quán hoặc xuất hành. Và khỏi bị cấn kỵ những ngày thọ tử, tụng tang, địa phá, trực phá. Trúng những ngày đó là dẫn đến tai hại và việc khai trương hoặc là xuất hành nó không tốt đẹp cho mình. Và chính vì vậy tôi sẽ xem cho quý vị để mà trong tháng 2 chúng ta xuất hành hoặc là khai trương sẽ thắng lợi và mang đến may mắn, mang đến tiền tài cho mình. Quý vị xem từ đầu đến cuối để mà biết được cái ngày nào là tốt nhất trong tháng 2 này để mà khai trương hoặc là xuất hành. Thì trong tháng 2 năm 2021 thì ngày mùng 1 tháng 2 thì ngày của Canh Thân, cho nên ngày kiếp sát Bạch Hổ, nên ngày này là ngày xấu, chúng ta không nên khai trương, không nên xuất hành, là ngày xấu. Ngày mùng 2 tháng 2 thì ngày của Tân Dậu, ngày của Ly Sàng, âm thác, và là ngày trực phá nữa, cho nên rất là xấu, nó phá tan phá vỡ trong công việc mình, cho nên ngày này không nên xuất hành hoặc là khai trương. Ngày mùng 3 tháng 2 thì ngày của Tam Nương, ngày của Nghiệt Hư, những ngày Tam Nương Nghiệt Hư là hư hao tất cả, cho nên ngày này không nên xuất hành hoặc là khai trương. Ngày mùng 4 tháng 2 thì ngày của Quý Hợi, ngày của Tam Hợp Mẫu Thương, ngày là được cái trực thành, là thành công tất cả những công việc của mình, là ngày tốt để chúng ta khai trương hoặc là xuất hành cho tốt đẹp. Ngày mùng 4 là ngày tốt để chúng ta khai trương tiệm quán xế xí nghiệp của mình hoặc là ta xuất hành từ dưới nước, thì đi biển thì chúng ta nên xuất hành, hoặc trên bờ cũng vậy, hoặc đi xe người ta cũng nên xuất hành. Ngày mùng 5 tháng 2 thì ngày của nghiệp kỵ rồi, những ngày nghiệp kỵ thì ta nên bỏ qua, không nên xem. Ngày mùng 6 tháng 2 thì ngày của Ất Sửu, ngày của Tung Tang, ngày của Tung Tang, cho nên ngày này không nên khai trương, không nên xuất hành gì cả, là ngày xấu. Ngày mùng 7 tháng 2 này là ngày Tam Nương, ngày của Tam Nương ngũ quỷ, cho nên ngày này là ngày trực bế đó, không tốt cho công việc xuất hành hoặc là khai trương, ta nên bỏ qua dời qua ngày khác. Ngày mùng 8 tháng 2 thì ngày của Đinh Mão, ngày của xích khẩu, ngày này xích khẩu và thổ phủ, cho nên việc xích khẩu là đấu khẩu, là cải kinh cải quả những công việc, cho nên dẫn đến thất bại, chúng ta không nên khai trương hoặc là xuất hành gì cả, ta bỏ qua. Ngày mùng 9 tháng 2 thì ngày của Mậu Thìn, ngày của Thủ Tử Tam Tang, Thủ Tử là tử mạng, Tam Tang là tam tai, cho nên ngày này không nên khai trương hoặc xuất hành, là ngày xấu, chúng ta không nên. Ngày mùng 10 tháng 2 thì ngày của Kỷ Tỵ, ngày của Thiên Hợp Dịch Mã, cho nên ngày của Thiên Hợp là hợp tất cả, cho nên ngày này thì tốt cho việc khai trương hoặc là xuất hành, rất là tốt. Ngày 11 tháng 2 thì ngày của Canh Ngọ, ngày của Tiểu Hao, Tiểu Hao là hao hụt tiền bạc, cho nên không tốt cho việc khai trương hoặc là xuất hành gì cả, ta bảo qua, không nên xem. Ngày 12 tháng 2 thì ngày của Tân Mùi, ngày của Đại Hao, Đại Hao là âm thác, hao hụt tiền bạc, cho nên ngày của Đại Hao rất hao hụt tiền bạc và cũng không tốt cho việc khai trương xuất hành gì cả. Ngày 13 tháng 2 thì ngày của Tam Nương, ngày của kiếp sát, cho nên ngày của kiếp sát rất là xấu, chúng ta không nên khai trương xuất hành gì cả. Ngày 14 tháng 2 thì ngày của nghiệp
ngày Quý Dậu mà ngày cũng nhật kỵ, cho nên ngày này không nên xuất hành hoặc không nên khai trương, là ngày trúng ngày trực phá, là nó dẫn đến là phá trang phá vỡ trong công việc của mình, dẫn đến thất bại. Cho nên ngày 14 này không nên khai trương hoặc xuất hành. Ngày 15 tháng 2 thì ngày của Dịch Tuất, ngày của Quỷ Khóc Thiên Ngôn. Ngày của Quỷ Khóc là không tốt cho những công việc xuất hành hoặc là khai trương gì cả, không tốt. Ngày 16 tháng 2 thì ngày của Ất Hợi, ngày của Tùng Tang Dương Thác. Tùng Tang dẫn đến chết chóc, là Tùng Phục. Cho nên ngày này nó trúng được là trực hành, cho nên là ngày 16 tháng 2 thì là trúng được trực hành, là thành công tất cả những công việc của mình. Ngày 16 cũng là ngày tốt để chúng ta khai trương hoặc là xuất hành. Ngày 17 tháng 2 thì ngày của Bính Tý, ngày của Kiếp Sát. Ngày của Kiếp Sát là sát mạng. Ngày này không nên khai trương hoặc là xuất hành gì cả. Ngày 18 tháng 2 thì ngày của Tam Lương. Những ngày Tam Lương thì không tốt cho công việc khai trương hoặc xuất hành. Ngày 19 tháng 2 thì ngày của Mậu Dần, ngày của Ly Sào, ngũ quỷ là Ly Tán, là Sào Sáu trong gia đình. Cho nên ngày này không tốt cho việc khai trương hoặc xuất hành gì cả. Ngày 20 tháng 2 thì ngày của Kỷ Mão, ngày của Thiên Hỏa Thổ Ông. Ngày của Thiên Hỏa Thổ Ông là không nên khai trương hoặc là xuất hành, không có tốt. Và ngày 21 tháng 2 thì ngày của Canh Thìn, ngày của Thủ Tử Tam Tang. Những ngày Thủ Tử là cho nên bỏ qua, không nên làm, không nên khai trương hoặc không nên xuất hành, không có tốt. Và ngày 22 tháng 2 thì ngày của Tam Lương, ngày của Nghiệp Kỵ. Những ngày Nghiệp Kỵ là không nên khai trương hoặc là xuất hành gì cả, không có tốt. Ngày 23 tháng 2 thì ngày của 23 là ngày Nghiệp Kỵ, còn ngày 22 là ngày Tam Lương. 23 cũng là ngày Nghiệp Kỵ, cho nên không tốt cho việc khai trương hoặc xuất hành. Và ngày 24 tháng 2 thì ngày của Quý Mùi, ngày của Đại Hao Hỏa Tai. Đại Hao là hao hụt tiền bạc, Hỏa Tai là tai hại, cho nên ngày này chúng ta không nên khai trương hoặc xuất hành gì cả, không có tốt. Ngày 25 tháng 2 thì ngày của Giáp Thân, ngày của Kiếp Sát Bạch Hổ. Những ngày kiếp sát thì rất là xấu, chúng ta không nên khai trương hoặc xuất hành. Ngày 26 tháng 2 thì ngày của Ất Dậu, ngày của Ly Sàng, Tùng Tang, cho nên Ly Sàng, Ly Tán, Tùng Tang, Tùng Phục, dẫn đến là chết chóc, nó không tốt cho công việc khai trương hoặc là xuất hành gì cả. Và ngày 27 tháng 2 thì ngày của Tam Lương, ngày của Nguyệt Hư, là trực phá. Ngày 27 là ngày trúng trực phá, là phá trang, phá vỡ trong công việc của mình, cho nên dẫn đến thất bại, chúng ta không nên khai trương hoặc là xuất hành. Ngày 28 tháng 2 thì ngày của Đinh Hợi, ngày của Huyền Vũ và Lôi Công. Ngày này chúng ta nên khai trương hoặc là xuất hành, rất là tốt cho công việc đó. Ngày 28 là ngày tốt để chúng ta khai trương hoặc xuất hành. Ngày 29 tháng 2 thì ngày của Mậu Thìn, Mậu Tý, ngày của sát chủ. Ngày 29 là ngày sát chủ, là sát mạng, nên chết chóc, cho nên ngày này không nên khai trương hoặc là xuất hành gì cả. Ngày 30 tháng 2 thì ngày Kỷ Sửu, ngày của Nguyệt Tận, là tận số tận mạng rồi. Và chúng cái cuối tháng nữa, chúng ta không nên khai trương hoặc xuất hành gì cả. Và trong tháng 2 năm 2021, năm Tân Sửu lịch âm, thì trong tháng 2 có 4 ngày là tốt nhất để chúng ta khai trương hoặc xuất hành, sẽ thành công là tốt trong công việc của mình, và thắng lợi mang đến may mắn, mang đến tiền tài cho mình. Trong 4 ngày đó là ngày mùng 4, mùng 10, 16 và 28.
đó là 4 ngày đó là tốt nhất để chúng ta khai trương hoặc là xuất hành. À, khai trương tiệm vàng bán sẽ xí nghiệp, và xuất hành từ dưới nước, thuyền lan ngựa nước, chúng ta nên đi xuất hành sẽ thành công và mang đến kế kế sẽ đại nghiệp. Cho nên ngày này 4 ngày đó là tốt nhất để chúng ta khai trương xuất hành. À, xin chào tất cả mọi người đã xem, chúc cho mọi người làm trong 4 ngày đó, khai trương hoặc xuất hành sẽ thành công. Xin chào tất cả mọi người.